Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện giỏ hoa mắt huyền nha. Thì đầu tiên là cái chai, chúng ta sẽ bẻ hết những cái nhánh của cái chai ra. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng kéo á, chúng ta cắt nhọn cái đầu của cái chai nha, để khi sâu hạt xốp với cái lá cho nó dễ á. Thì để sâu lá và hạt xốp, các bạn sẽ dùng một hạt xốp trước nè, rồi đến một cái lá và một hạt xốp để chúng ta chốt cố định cái lá này á. Rồi sau đó mọi người sẽ kéo xuống. Rồi tiếp theo cũng như vậy, thì mọi người sẽ xỏ những cái lá tiếp theo vô đó, và khoảng cách của cái lá thì tầm cỡ 5 cm nha. Và cái lá, cái cọng cuối cùng á, chúng ta sẽ xỏ 3 lá, rồi đến 2 lá và 1 và 1 lá nữa. Theo thứ tự 3 2 1 1 nha các bạn. Mọi người sẽ sâu tất cả những cái lá vô cái chai này. Đây, sau khi chúng ta sâu xong sẽ được một chùm lá. Và bây giờ đến phần dây cước, thì có 5 chùm cước, chúng ta sẽ sử dụng một chùm cước nè. Và trong cái chùm cước, mỗi chùm cước á, thì các bạn sẽ cắt bớt đi cho nó ra hình mực than á. Đó, hai cọng ngắn nhất thì chúng ta cắt một cọng cho nó tụt lên, còn những cọng tiếp theo thì chúng ta cứ cách một khoảng, chúng ta cắt một cọng. Nó sẽ ra cái hình than tầng tầng á. Rồi mỗi đầu cọng cước á, thì chúng ta cũng cắt cho nó nhỏ cái đầu nó đi, để chúng ta sâu hạt xốp và cái lá cho nó dễ ha. Thì cách sâu cũng tương tự giống bên chai, các bạn sẽ sâu một hạt xốp trước nè, rồi đến một cái lá, rồi đến một hạt xốp. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo xuống. Thì cái khoảng cách đầu của cái chùm cước so với cái lá cỡ tầm 7 cm nha các bạn. Các bạn đừng có kéo sát quá. Rồi tiếp theo thì chúng ta sâu cái lá tương tự cũng giống vậy, thì chúng ta kéo xuống. Và khoảng cách của hai cái lá này á, thì nó cỡ tầm 5 cm. Thì cứ như vậy thì mọi người sẽ sâu hết toàn bộ lá trong các chùm cước đó nha. Này, chúng ta có 5 chùm cước, chúng ta sẽ sâu toàn bộ lá vô đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện làm hoa nha. Hoa thì chúng ta sẽ dùng một cánh hoa, dùng một cái nhị nè, chúng ta gà vô cái cánh hoa đó. Rồi sau đó dùng một cái đà xanh và chúng ta chốt lại. Này, rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc làm tất cả những cái bông hoa như vậy là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng gắn vào trong cái chai nha. Thì ở đầu mỗi cái cọng á, mình sẽ bẻ gập lại nè, để chúng ta tạo cái độ giữ cái hoa, rồi chúng ta gài cái bông hoa đó vô đó. Khi gài vô như thế này thì nó cũng rất là chắc nha các bạn. Thì mọi người sau khi mà gắn hết tất cả cái đầu hoa, nó sẽ ra chùm hoa giống vậy. Rồi bây giờ những cái đầu cước thì cũng giống như cái chai, chúng ta cũng bẻ gập cái đầu của cọng cước lại nè. Rồi chúng ta dùng cái bông đó, chúng ta gắn vô. Đó, rất là chắc. Rồi bây giờ mình sẽ gắn những cái chùm hoa đó vào trong cái chai này nha. Thì dưới cái phần chai á,
thì có sẽ có 5 cái phần quét sẵn như thế này nè. Chúng ta chỉ cần cầm từng chùm cước chúng ta gắn vô là nó chắc. Bạn nào muốn chắc chắn hơn á, thì chúng ta có thể nhỏ thêm một ít keo nến dưới cái chân của nó như thế này, trong cái chân á, để chúng ta giữ cho nó chắc hơn ha. Đó, gắn tất cả những chùm cước vô những cái phần khoét đó. Rồi thì sau khi gắn xong á, thì chúng ta sẽ móc lên. Thì đằng sau nó có một cái phần để chúng ta gài vô trong cái móc treo nè. Mọi người sẽ gài lên đó. Rồi sau khi mà treo lên á, thì chúng ta sẽ chỉnh những cái bông hoa mà nó bị nằm phía dưới á, chúng ta sẽ kéo lên trên cho nó không có bị che cái bông hoa của mình đi ha. Và trong cái chùm hoa sau khi chúng ta ấy xong á, thì đây chúng ta thấy cái phần trống á, thì chúng ta sẽ dùng cánh hoa nè. Cái phần gà dài này đó, chúng ta sẽ cắt bớt nó đi ha. Đó, sau khi cắt xong thì các bạn sẽ dùng keo nến á, chúng ta dán với cái phần đó để chúng ta gắn trong cái phần trống này nè. Thì khi gắn vô á, các bạn sẽ kéo cái hạt xốp xuống, rồi chúng ta nghiêng cái lá để chúng ta dán cái dây cước và cái lá nha. Dán lên cái dây cước và cái lá luôn để cho nó giữ. Tại vì nếu mà không dán vô cái dây cước luôn á, thì khi mà chỉ dán vô lá, lá nó sẽ bị sọc sệt lên xuống, nó không có chắc được. Đó, các bạn cái phần đuôi dài nếu mà dán vô chúng ta sẽ cắt bớt. Rồi chúng ta dùng keo chúng ta gắn vô ha. Nhớ các bạn là phải gắn vô trong cái dây cước và cái lá luôn nha các bạn. Chứ nếu mà gắn trong một mình cái dây cước, một mình cái lá không á, thì nó sẽ bị nó lệch lên lệch xuống á, nó không có giữ được cố định của cánh hoa. Thì cứ như vậy mọi người sẽ gắn thêm vào những cái phần khuyết đó thật nhiều bông hoa cho cái giỏ hoa của mình nó rộ, nó đẹp hơn ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong giỏ hoa rồi đó. Rất là đơn giản.